Sao mà gặp ông cụ tổ ẹ được, ông cụ tổ ẹ, ông ẹ đi đơn mà. Đi đơn sao lại không gặp được? Ừ, nhưng mà không, mình đi hai bạn nữa không? Còn đi đơn là chỉ gặp đi đơn thôi. Đâu ta? Ai bảo bạn đi? Ờ, gặp thiệt bạn ơi. Ai bảo bạn đi? Thằng nào bây giờ gặp thầy thì cũng chiếu thôi. Ông ẹ chơi game được. Lại bông không? Thôi. Chốt lại bông 50 mạng cái này cho thầy đi. Uy tín luôn. Chốt ông cụ tổ 20 mạng. Thế cho buồn. Giờ nhá, tối bạn mày làm sao mà cho con CNET này kiểu bất tỉnh luôn. Bạn thích là được. Trời ơi, chơi bây giờ nha, chơi là chơi one shot không à. Này, tí nhìn con Violet với lại con Elsu làm giáo án one shot này. Chiến thế, chiến thế. Hay công nghệ bạn. Rồi làm sao mình chạy? Ông thầy giáo ẹt. Ôi ông thầy giáo ẹt. Ôi ông thầy giáo ẹt còn một cục máu kìa. Ôi ông thầy giáo ẹt yếu nè mọi người ơi. Nó đổi máu rồi đó ông. Ôi ok. Ông cụ tổ ẹt quá non. Ông cụ tổ ẹt quá non. Ui, bắn xe rồi. Bắn không tới à. Đây, tôi cầu hết tiêu rồi. Ờ đây, tôi chờ, tôi chờ. Chết luôn rồi. Ừ, con không, con rat bắn, con rat đấm một cái tôi bắn chí mạng mà. Một viên đạn nữa chứ. Ừ ok. Tìm bảo bạn nhé. Ừ. Cầm lên. Tin tưởng tôi, bạn đừng đứng spam đến về, sau đó nó sẽ tưởng nó phát hiểu không? Ờ ok bạn. Thương quên mất tiêu. Giống phim ấy. Không mày hiểu không? Pha đó bạn hiểu cho tôi, pha đó tôi vừa mày né chill được con Lorian, nó người kiểu nó sung sức á. Ừ con Lorian tóc biến lên tôi né chill của nó. Ui, có vẻ mày hai thằng tự bóp nhau luôn, đỉnh đi. Cay nhờ. Bỏ tiền rồi đấy, bỏ ăn tiền rồi đấy. Đấy. Xe nhỏ có full rồi đấy, full rồi đấy. Game quá dễ, gặp ông cụ tổ ẹt game quá dễ đi. Tôi phụ đam bạn nhá. Thằng này mới mất lướt nè Đạt ơi. Mới mất lướt luôn này. Siêu xạ thủ. Bận anti luôn nè. Ui, trúng kìa. Uầy, tí nữa thì chết. Con Lorian một cục máu kìa. Ui, nó đứng kế bên quỳ luôn chứ.
Bận mới lên, o lợi ăn. Giờ biết là gì tổng. Có tầm 1-3. Ăn này, ăn này, ăn này, đỡ. Làm luôn rồi. Ở đây. Có bận tay luôn rồi này, đỡ chuẩn bị này. Bắn. Ui. À, không đủ à? Cho tôi từ cuối rồi. Cái quả hồi nãy là tôi mẹ tự nhiên tôi không bắn thường được thêm một cái nữa, không là bạn ăn được. Không chính bạn mới bắt đầu. Rồi được rồi, được rồi, được rồi mọi người ơi. Ê ê ê đây này này. Đấy, đạt ơi. Cho bạn trình diễn nha. Thế này thì sao mấy được hả? Tôi muốn biết kiểu muốn làm gì được cơ, đây là vẫn được đánh rồi. À vậy à? Ừ, cũng kiểu mà vừa ra cái ăn hẳn cái đạn. Thế này thì phải ở nhà thôi. Ở nhà mới làm được. Chiến thế rồi. Ui mọi người chiến thế mọi người ơi. Anh em ơi cho nó còn sống. Ê cho nó sống, cho nó sống. Ê cho sống đi đép chủ. Bây giờ mình chốt. Bây giờ nha mọi người ơi, mình chốt ông cụ tổ, mình chốt ông cụ tổ 1-10 đi rồi mình win. Đây nha, tôi bán một viên vậy là một viên nha. Khoan từ, bạn đi bộ lên đây, bạn đi bộ lên đây đã. Ơ cho mũi, mẹ tôi bắn chết luôn rồi. Đi mẹ. Tàn hình. Đã, nó tới rồi, đã. Tôi lao lên luôn nha, từ. Chúng rồi đấy. Ở đây. Chết rồi. Thôi. Mít kìa, mít kìa. Tức chưa làm được à? Đây, từ, đây, để thương. Được không? Mẹ, chắc tôi phải tự làm quá. Tự làm đấy. Đây, ừ, đây, để tôi bỏ, tự bỏ cái tiền dưới không? Tại con của bạn nó không có tiền đề ấy, bạn bắn một cái lướt mẹ đi, khó cái gì. Giết hàng kẹo này không? Má, con thằng này đỡ giùm. Chết rồi. Không tìm được ông mẹ nhỉ. Bắt cầm đi luôn. Không có ăn rồng bạn ơi. Con rồng đây đây. Rồng á, à nó phá nè, nó súng à. Đây đây, góc này này, góc cái bẫy của bạn nè. Chết. Chạy thầy, chạy đi. Ui. Đồ má đam to ấy. Ê, tôi nghĩ quả này win luôn bạn nhờ. Ông mẹ đã 29 rồi kìa. Sắp 20, quả này cơ bát xong rồi 20 rồi. Này. Để mình test đam quá nhỉ. Ôi đừng chạy mà. Mày chạy ghê, mày chạy ghê. Tôi lấy ra rồi. Tức là bắn phát nào mà nè. Dù này đừng giết hộ nhá. Tôi đừng giết hộ. Bà bạn cứ bảo kia đừng giết hộ. Tàng hình trong tường đấy, tàng hình trong tường cái góc này này. Đừng đấm nó quý. Ừ. Từ mà. Đặt thấy ra cho hiện không phải đứng ở đây. Có cái hai, tôi còn bẫy mà tôi sẽ đặt